Hi guys, welcome back to my channel. In today's lesson, we're going to do the exercise from the book Global Success, Unit 1. Alright, let's get started. Ở bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phần pronunciation. Ở phần này thì vừa vào ngay câu đầu tiên, mình sẽ thấy ngay đó chính là phần phát âm ED. Và phần này mình sẽ ôn sơ lại một tí xíu với các bạn nha. Đối với phần phát âm ED thì các bạn sẽ có một số cái mẹo để mình ghi nhớ. Và ở đây cô đã có liệt kê sẵn, các bạn có thể dừng màn hình để mình có thể note lại, take note lại nha. Rồi, ở phần phát âm ED thì mình sẽ có tổng cộng là 3 cái phát âm. Cái phát âm đầu tiên đó chính là khi âm ED sẽ được đọc là it. Khi trước âm ED chính là từ chữ T hoặc là chữ D. Ở đây thì cô sẽ có một số ví dụ cho mình luôn. Ví dụ như từ once, phía trước âm ED là chữ T đúng không? Thì mình sẽ đọc là wanted. Tiếp theo chúng ta có từ need thì sẽ đọc là needed. Và next one chúng ta có từ add. Vậy thì thêm ED vào phía trước cũng là chữ D thì chúng ta sẽ đọc là added. Các bạn nhớ giùm cô là cái nguyên tắc đầu tiên thì âm ED sẽ được đọc là it. Khi trước âm ED chính là chữ T hoặc là chữ D. Và cái thứ hai là âm ED sẽ được đọc là t, âm T ha. T. Khi các bạn có những chữ phát âm sau đây, trước âm ED là chữ CH. Được chưa các bạn? Tiếp theo là cái âm được phát âm là chữ F. Thì để phát âm ra chữ F thì ngoài chữ F chúng ta còn có chữ GH và bờ phở H cũng khi phát âm ra cũng sẽ là chữ. Ví dụ như chúng ta có từ gì mà có đuôi GH các bạn biết không? Đúng rồi, dưới này mình đã có ví dụ luôn, chính là từ cough, ho. Thì cái đuôi GH ở đây sẽ được đọc là âm F. Vậy thì ở đây nó sẽ rơi chung vào trong cái phát âm T này luôn, được chưa nè? Khi âm đuôi của cái từ trước âm ED có những cái âm sau đây thì nó sẽ được phát âm là t. Vậy thì để nhớ được cái câu này thì chúng ta sẽ có câu thần chú, đó chính là chính, phủ, pháp, không, thích, xem, sổ, sách. Dễ đúng không nào? Chính, phủ, pháp, không, thích, xem, sổ, sách. Vậy thì trong cái câu thần chú này thì chúng ta sẽ có được một số cái ví dụ. Ví dụ như từ đầu tiên có cái kết thúc đuôi của mình chính là chữ CH đúng không? Vậy thì mình đọc là watched. Mình sẽ phát âm ch ra và sau đó âm đuôi ED mình sẽ được đọc là t, watched. Tiếp theo chúng ta có từ cái đuôi S là giống trong này đúng không? Đuôi S thì ngoài chữ S nó còn có cái đuôi cờ E cũng là đuôi. Phát âm là xì nhớ nha các bạn. Ở đây là cô ghi thêm vô để cho các bạn nhớ. Rồi, ở đây thì mình sẽ đọc là missed. Tiếp theo thì mình có chữ bờ phở nè đúng không? Trước âm ED là bờ phở. Đây, nó nằm trong chính phủ pháp nè. Vậy thì ở đây chữ hop sẽ được đọc là hopped. Tiếp theo đuôi GH khi đọc sẽ ra thành chữ F đúng không? Vậy thì cough, mình thêm ED và mình sẽ đọc là coughed. Tiếp theo chúng ta có từ fix, có chữ xì ở đây đúng không nào? Vậy thì fix này cũng sẽ được đọc là fixed. Rồi xong. Và hiển nhiên là những âm tiết còn lại sẽ được đọc là d. Right. Ví dụ như mình có từ lead, allowed. Vậy thì các bạn học chỉ cần học hai nguyên tắc chủ yếu của mình, đó chính là phát âm it và phát âm t. Nhớ chưa? Âm it sẽ được đọc khi phía trước âm ED là T hoặc là D. Mình có thể nhớ thành tên của một người mà mình cũng hay gặp. Chắc ai cũng có một người bạn tên là Thùy Dương hoặc Thùy Dung đúng không? Mình sẽ đọc là it khi có Thùy Dung. Rồi ok. Và mình sẽ đọc là T khi có câu thần chú là chính phủ pháp không thích xem sổ sách. Ok chưa? Rồi, vậy thì hiển nhiên những cái còn lại sẽ được đọc là D. Các bạn nhớ giùm cô, chúng ta sẽ có 4 ngoại lệ. Ngoại lệ đầu tiên của mình đó chính là từ wicked, là gian trá. Từ thứ hai là naked, là khỏa thân. Tiếp theo mình có từ sacred, là thiêng liêng ha. Và cuối cùng là hatred,
là căm ghét một cái gì đó. Đây là bốn từ mình gặp cũng khá là nhiều trong đời sống thường ngày, nên mình sẽ học thêm bốn từ này. Mặc dù nó sẽ có nhiều hơn là bốn từ, nhưng ở thời điểm hiện tại cô chỉ mong muốn các bạn nhớ giùm cô mình có bốn ngoại lệ như thế này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm vào bài luôn nha các bạn. Bây giờ cô sẽ để lên phần trên này để cho các bạn thấy để mình cùng nhau giải quyết ha. Rồi, câu đầu tiên, câu số 1 và câu số 2 của chúng ta là âm ED. Đúng không nào? Rồi, ở đây câu đầu tiên chúng ta có trước ED là chữ D, đúng không? TD thì mình sẽ đọc là it. Vậy thì từ này sẽ được đọc là attended. Tiếp theo admire là chữ R. Nó không nằm trong nguyên tắc TD và nó cũng không nằm trong chính phủ Pháp không thích xem sổ sách. Vậy là nó được đọc là chữ D. Đúng không nào? Vậy đây cô sẽ ghi chú lại cho các bạn ha. Vậy thì âm đầu tiên, cái đầu tiên này của mình sẽ được đọc là it, đúng không? Rồi, cái thứ hai ở đây của mình sẽ được đọc là D. Và tiếp theo phía trước ED là chữ T, lại được đọc là it. Và decide, trước ED có chữ D, mình sẽ đọc là decided, nên nó cũng là âm it luôn. Vậy thì đáp án của mình ở đây chính là, đúng rồi, câu B. Được chưa? Rồi, câu số 2 nha các bạn. Câu số 2 chúng ta sẽ có từ đầu tiên là past. Nó nằm trong chính phủ Pháp không thích xem sổ sách. Cứ thấy có mấy chữ sờ này là nằm chung rồi. Cái này nó còn dễ hơn cái kia. Là tại vì ở đâu đầu tiên mình có chữ sờ. Chữ sờ, vậy là hai anh này chung một gốc. Được chưa? Chính phủ Pháp không thích xem sổ sách là nằm chung. Tiếp theo chính phủ Pháp thì nó có thêm chữ bờ phở, đúng không nè? Vậy thì bờ phở cũng nằm chung bên đây luôn. Vậy thì đáp án của mình hiển nhiên chính là câu D. Câu D ha. Bởi vì từ lived được đọc là âm D, nó nằm trong phần còn lại. Rồi, tới đây kịp chưa nè. Bây giờ mình sẽ qua tới câu 3 ha. Ok, nó sẽ qua một xíu. Rồi, câu số 3. Câu A mình sẽ đọc là able. Âm. Đọc là able thì chắc chắn là âm gì rồi? Đúng rồi, đọc là able thì nó chính là âm A. Đúng chưa nè? Rồi, tiếp theo mình có từ adopt là âm A. Attack, âm A. Và cuối cùng, account, âm A luôn. Vậy thì đáp án của mình chính là câu A. Đúng rồi ha. Rồi, câu số 4, câu A. Mấy này dễ nên cô không cần phải ghi chú cho các bạn hen. Câu A mình sẽ đọc là gave, âm A, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có từ age, âm A. Nhớ là đuôi GE sẽ được đọc là ch, nhớ nha. Rồi tiếp theo mình sẽ có became, là âm became, là âm A luôn. Came, được chưa? Các bạn hãy đọc là became hay là became âm E là sai nha. Nó là became âm A. Và cuối cùng là company, âm ơ. Vậy thì đáp án của mình chính là câu D. Tiếp theo câu A sẽ là poem, âm ơ. Câu B là love, love là âm ớ ha. Tiếp theo mình có từ only, âm ơ. Told, âm ơ. Vậy thì đáp án của mình là love. Câu B. Tiếp theo mình qua câu số 6. Từ đầu tiên sẽ được đọc là soldier, âm O, soldier. Tiếp theo product, âm O, đúng không? Whole, âm O. Và cuối cùng là diagnose, âm O. Vậy thì đáp án của mình chính là câu B, product. Rồi, vậy là mình xong được bài đầu tiên. Bây giờ mình sẽ cùng nhau qua phần tiếp theo nha. Rồi, câu đầu tiên của mình. Ở phần này thì người ta kêu mình tìm stress, đúng không? Mà stress chính là dấu nhấn. Rồi, từ đầu tiên của mình là hero. Hero là âm, nhấn âm số mấy? Mình sẽ nhấn ở âm có dấu sắc. Được chưa nè?
và phía sau lưng của dấu huyền hoặc là dấu nặng. Nhớ nha, nếu như là dấu sắc thì nó sẽ nhấn ngay âm đó luôn, còn nếu như nó là dấu huyền và dấu nặng thì mình sẽ nhấn âm đi phía sau lưng của nó. Vậy thì ở đây mình có từ đầu tiên là từ hero. Hero là nhấn âm số 1, đúng rồi. Tiếp theo mình có từ account. Account dấu huyền đúng không? Vậy mình sẽ nhấn âm sao là nhấn âm số 2. Được chưa các bạn? Rồi ha, hero là nhấn âm 1 nè. Account thì nhấn âm 2. Cancer nhấn âm 1 tiếp. Genius nhấn âm 1. Vậy thì đáp án của mình chính là từ account. Câu B ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ attend. Đấy là dấu huyền, vậy thì nhấn âm số 2. Finish nhấn âm 1. Design nhấn âm 2. Và cuối cùng là invent nhấn âm 2. Vậy thì đáp án của mình chính là câu B, finish. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến câu tiếp theo nha. Phần tiếp theo này của mình đó chính là phần vocabulary, chọn từ vựng ha. Phần này thì các bạn nhớ giùm cô là khi mình làm bài mình sẽ nhớ những cái mẹo, những cái từ mà nó sẽ hay đi chung, nó sẽ dễ làm hơn cho mình. Được chưa nè? Rồi, ở câu đầu tiên của chúng ta thì mình có từ diary. Diary là nhật ký đúng không? Cái nhật ký chứa cái detail, cái gì đó chi tiết về cái chuyến đi đến châu Âu. Thì đây mình có từ novel, sẽ gì các bạn còn nhớ không? Novel là tiểu thuyết. Rồi, biographies, sơ lược về tiểu sử rồi các thứ đúng không nè. Từ tiếp theo của mình, account là một trong những từ có rất là nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên mà các bạn hay gặp nhất đó chính là cái gì? Tài khoản đúng không? Và ở đây, ngoài cái nghĩa tài khoản ra thì chúng ta còn có thêm một cái nghĩa nữa, đó chính là cái bản miêu tả hoặc là cái bản kê khai, sao kê ha các bạn, sao kê của ngân hàng cũng là cái dạng này luôn. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng cái cụm đó chính là detail accounts, mình sẽ dịch là bản miêu tả chi tiết. Được chưa các bạn? Cụm thì mình chỉ việc học thuộc ha. Trong cái nhật ký của cô ấy sẽ chứa cái bản miêu tả chi tiết. Rồi, vậy thì mình sẽ có từ khóa đầu tiên là diary và tiếp theo là detail accounts về cái chuyến đi đúng không? Nhật ký thì các bạn sẽ viết chi tiết về những cái việc xảy ra trong cuộc đời của mình đúng không nè? Thì đó là cái mục đích của cái nhật ký chứ gì nữa. Rồi, mình qua câu số 2. Mẹ tôi và ba tôi .. the same school. Đây là một trong những câu mà các bạn có thể gọi là bị gài. Ba mẹ tôi đi đến cùng một cái trường học, có nghĩa là đi học chung một trường. Nếu như muốn dùng câu B thì nó phải có to. Go to đúng không? Thì quá khứ không phải là went to. Còn muốn dùng study thì phải là study at the same school. Các bạn ghi chú lại giùm cô nha. Nếu như mà các bạn dùng là went thì phải went to the same school, nó sẽ đúng. Còn study thì học ở một trường nào đó thì phải là study at cái trường nào đó. Nha, work cũng vậy, làm việc ở cùng một cái trường thì cũng phải có app. Chỉ có một từ duy nhất không có đi chung với giới từ và đi chung được với từ trường học, đó chính là từ attend, là đi học á. Attend school có nghĩa là đi học. Đây là cái cụm mà cô yêu cầu các bạn phải học thuộc và nhớ nha. Attend school. Rồi mình qua câu số 3. Marie Curie thì được ngưỡng mộ. Đây là cái câu không cần phải dịch chi cho mệt, tại vì admire sẽ đi chung với for. Được ngưỡng mộ vì cái gì đó sẽ là admire for. Ok. Rồi bây giờ mình qua câu số 4 ha. The Trưng Sister. Hai bà Trưng đúng không? Hai bà Trưng thì được xem như là cái gì đó của dân tộc, của quốc gia. Cô không cần dịch nhiều, cô chỉ dịch tới đây là cô đã ấy rồi. Tại vì mình chỉ cần dịch chủ ngữ và động từ chính, lã ra nghĩa của câu là đúng không? Đúng rồi, hai bà Trưng chính là
anh hùng dân tộc đúng không nè, nên mình sẽ có từ national hero là cái cụm phải học thuộc. National hero là do anh hùng dân tộc, thì sẽ nhắc đến Hai Bà Trưng thì mình sẽ nhắc đến anh hùng dân tộc Việt Nam. Ok. Rồi, câu tiếp theo của chúng ta câu số 5. Ây dạ, cô kéo nó không đi. Khổ ghê. Rồi, bây giờ mình qua câu số 5 ha. Ông bà tôi đã có một cái ông bà tôi đã có một cái gì đó khó khăn từ khi ông ấy ông tôi đã có một cái gì đó khó khăn từ khi ông ấy bắt đầu làm việc ở cái tuổi 9, có nghĩa là 9 tuổi. Vậy thì 9 tuổi là gì? Là cái gì, khoảng gì khó khăn, là khoảng thời gian gì? Đúng rồi, 9 tuổi sẽ được xem như là con nít đúng không? Nên mình sẽ liên tưởng tới từ childhood. Để con xóa cái này kìa. Được chứ các bạn? Khi các bạn đọc vào câu thì từ lúc đầu tiên của mình, thay vì mà dịch hết cả câu thì mình sẽ xem coi nó có cái từ khóa nào liên quan hay không, rồi mình sẽ chọn đáp án trước, sau đó mình dịch lại chỉ để mình recheck, có nghĩa là để mình check lại một lần nữa. Chứ mình làm bài đọc mình sẽ không dựa hoàn toàn 100% vào việc dịch. Bởi vì nếu như chỉ dựa vào việc phải dịch được cả câu mới làm được thì nó sẽ có một cái bất lợi cho các bạn, là ví dụ câu đó các bạn chỉ dịch được hai chữ ba chữ, không lẽ các bạn bỏ, các bạn không làm được chưa nào? Đây chính là phương pháp làm bài nha. Cô nhớ lại là thấy 9 tuổi thì nó sẽ liên quan đến con nít, childhood, typical childhood là cái thời gian còn nhỏ. Rồi câu số 6. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đúng không? Đã pass away vào năm 2022. Vậy thì mình có pass away chính là cụm với mấy bạn học thuộc, chính là qua đời. Nó chính là từ die đó. Được ha, pass away. Pass away là qua đời. Câu số 7. Chết vì cái gì đó, mình có cái cụm cũng khá là hay gặp, sau này mà các bạn mà có học IELTS các bạn cũng sẽ gặp khá là thường xuyên, đó chính là cụm died of cancer, là chết vì căn bệnh ung thư. Được ha mấy bạn? My grandmother, bà tôi đã mất vì căn bệnh ung thư. Rồi câu số 8. Nhiều người đã drop chấm 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 college. Nhiều người đã chắc là nghỉ học đúng không? Nhưng mà vẫn trở nên thành công. Câu này cô không đồng ý nha. Không có nhiều đâu các bạn. Only a few, chỉ có một vài người thôi chứ không hề nhiều nha. Và mình có một cái cụm mà các bạn sẽ học thuộc. Đó chính là drop out of college, là bỏ học đại học. Drop out of college. College là từ dùng chung cho đại học và cao đẳng luôn ha các bạn. Nên nguyên cái cụm drop out of college chính là bỏ học đại học. Câu số 9. Câu số 9 mình có từ khóa, đó chính là wedding anniversary. Lần thứ 60. Kỷ niệm ngày cưới lần thứ 60 thì hiển nhiên là họ có một cái gì dài. Kỷ niệm ngày cưới 60 năm chính là họ có một cái marriage rất là dài. Đúng rồi, có một cái cuộc hôn nhân ha, marriage là cuộc hôn nhân, họ đã có một cái cuộc hôn nhân dài và vui vẻ. Vậy thì ở đây mình có từ khóa là kỷ niệm ngày cưới lần thứ 60 sẽ liên quan đến long and happy marriage. Câu số 10. Đây là phần thưởng nè các bạn. Các bạn thấy được từ award. Award là phần thưởng. Cứ nhắc đến phần thưởng, và ở đây là phần thưởng nhân viên của năm đúng không? Nhắc đến phần thưởng thì chắc chắn là mình được thưởng vì cái gì của mình trong công việc. Đúng rồi, vì những cái thành tựu trong công việc thì mình sẽ có từ achievements at work, và mình có ở đây từ impressive, ấn tượng đúng không? Rồi các bạn chỉ cần nhớ giùm cô, cứ nhắc đến thưởng thì thưởng trong công việc thì chắc chắn là về những thành tựu trong công việc sẽ là achievements.
Câu tiếp theo. Mình qua phần kế tiếp nha. Rồi, tôi xóa cái này. Rồi, câu đầu tiên. Ở phần này thì người ta kêu mình tìm từ mà có nghĩa gần giống nhất. Câu đầu tiên của mình chính là từ pass away. Pass away nãy cô nói rồi, pass away chính là qua đời. Vậy thì pass away chính là mất đúng không? Vậy thì nó bằng nghĩa với từ died. Câu số 2. Max Zucker ở đây mình có attended trường trường Harvard đúng không? Đã học ở trường Harvard. Vậy thì attended chính là nãy cô có nói rồi. Ở phần bên kia đúng rồi, chính là study at, học ở đâu đó. Hoặc là went to cũng được, dùng study at hoặc là went to thay cho attended vẫn ok nha. Rồi, câu số 3. Chú, dì và chú của tôi thì không phải là biological parents, là ba mẹ ruột của các bạn. Này, cụm này mình học thuộc giúp cô ha. Mình có cái cụm là biological parents chính là ba mẹ ruột. Dì và chú của tôi không phải là ba mẹ ruột của cái đứa anh em họ gì đó của tôi. Họ đã nhận anh ấy như là con của họ khi anh ấy 2 tuổi. Vậy thì ở đây chính là nhận con nuôi đúng không? Mà nhận con nuôi chính là, đúng rồi, chính là từ adopted. Adopted ai đó chính là nhận con nuôi ha các bạn. Rồi câu số 4 ha. Chú của tôi đã dừng cái việc đi học để tham gia vào quân đội. Vậy thì dừng cái việc đi học chính là gì? Drop out of, hồi nãy mình mới vừa học xong. Câu số 5. Devote. Devote là cống hiến và từ devote này sẽ bằng nghĩa với từ dedicate. Very good. Nó có nghĩa là cống hiến ha. Câu tiếp theo, câu số 6. Time as a kid. Khi còn nhỏ đúng không? Khi còn là một đứa con nít thì chính là từ childhood. Very good. Rồi mình có câu số 7. Respected. Tôn trọng ai đó chính là, đúng rồi, admire, tôn trọng, ngưỡng mộ một người nào đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ impressive, ấn tượng. Cái thành tựu rất là ấn tượng, thành tựu rất là tuyệt vời chính là từ great. Very good. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến phần tiếp theo. Đây là cái phần trái ngược với phần lúc nãy mình làm đúng không? Hồi nãy mình làm là closest meaning, còn đây là opposite in meaning. Opposite là trái nghĩa. Rồi, cái đầu tiên. Những cái thành tựu rất là impressive, ấn tượng. Những cái thành tựu ấn tượng sẽ khác với những cái thành tựu gì? Bình thường ai cũng làm được đúng không? Vậy thì mình có cái từ bình thường ai cũng làm được, đó chính là từ ordinary. Đợi con xíu. Này nó hay bị lỗi quá. Rồi, tiếp theo chúng ta qua câu số 2. Stupid person. Một cái người ngu ngốc. Trái nghĩa với người ngu ngốc chính là người thông minh đúng không? Người thông minh thiên tài chính là từ genius. Câu số 3, old age. Già. Không, già thì chính là trẻ đúng không? Youth, thanh thiếu niên. Câu số 4, mình có từ many people admire. Admire là ngưỡng mộ, thích, yêu thích đúng không? Tôn trọng. Vậy thì giờ mình không yêu thích, mình không tôn trọng chính là từ dislike. Very good. Câu số 5. Mình có từ success là thành công, vậy thì không thành công chính là thất bại, fail. Câu số 6, during the war, trong số cái chiến tranh thì mình có từ enemies, quen quá mà, enemies là kẻ thù, vậy thì kẻ thù trái nghĩa với kẻ thù chính là friends. Được chưa? Một là làm bạn, hai là làm kẻ thù. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ qua đến phần grammar.
Đối với phần grammar này thì cô cũng sẽ có một xíu mà cô muốn nhắc đến mấy bạn, đó chính là thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Đối với thì quá khứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ có một cái mẹo. Các bạn còn nhớ công thức của thì quá khứ tiếp diễn không? Thì quá khứ tiếp diễn công thức của mình sẽ là chủ ngữ đúng không? Cộng với was hoặc là were, cộng với verb thêm in. Vậy thì cái anh quá khứ tiếp diễn này khác với anh hiện tại tiếp, sorry, khác với cái anh quá khứ ở chỗ là trong câu của mình phải có nói về quá khứ, được chưa các bạn? Và mình sẽ dùng quá khứ tiếp diễn, nó sẽ có một số cái mẹo. Ví dụ như trong câu có thời gian cụ thể trong quá khứ, thứ nhất là khi câu có thời gian cụ thể trong quá khứ. Ví dụ mình chỉ có một cái từ là yesterday thì mình sẽ dùng là quá khứ đơn đúng không? Tuy nhiên nếu như mà mình có five PM yesterday thì bắt buộc mình phải dùng thì quá khứ tiếp diễn. Hoặc là mình có at that time, ở cái thời điểm đó, last night, thì mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Đối với phần này thì nó quá dễ rồi, không có gì để bàn cãi đúng không? Có nghĩa là có một cái mốc trong quá khứ và mình có một cái time, một cái thời gian. Một là các bạn thấy luôn chữ time, hai là các bạn thấy một cái thời gian cụ thể, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ gì đó. Và cái thứ hai thì cái thì quá khứ tiếp diễn này nó hay xuất hiện khi trong câu có từ while hoặc là từ when. Nhớ nha. Và nó phải thỏa thêm một điều kiện nữa là cái hành động đó nếu như là tiếng Việt á, các bạn dịch thêm chữ đang vô mà nó đúng. Thì nó sẽ là thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì cái này nó lại đòi hỏi các bạn phải có vốn từ để các bạn dịch nữa. Nhớ nha, nó sẽ hay xuất hiện khi trong câu có when và while, và nếu như cái vế đó các bạn dịch có chữ đang mà nó đúng thì các bạn sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ cô có một câu. While I, rồi giờ cô cho từ if cho mình điền ha. Dinner, trong khi tôi ăn tối thì ba của tôi xem tivi. Rồi trong câu này nếu như là tiếng Việt, cô không có ráp vào câu mà cô chỉ ráp vào một cái vế duy nhất thôi. Trong câu này trong tiếng Việt mình có nói là tôi đang ăn tối, mình có nói được không? Tiếng Việt nó có bị sượng không? Tôi đang ăn tối nè, nó không hề có dấu hiệu gì bị sượng sùng trong đó cả, nên có nghĩa là cái vế này là cái hành động có thể kéo dài được, nên mình sẽ phải chia thì quá khứ tiếp diễn là I was eating dinner. Câu tiếp theo ở vế sau nói là ba tôi đang xem tivi. Ba tôi đang xem tivi, dịch tiếng Việt không có bị cấn một cái xíu nào hết, vậy thì có nghĩa là khúc này to watch chia thì quá khứ tiếp diễn được luôn. Vậy là my father was watching TV, được chưa? Theo như những gì mà các bạn học thì người ta sẽ nói là nếu một hành động đang diễn ra mà có hành động khác nhảy vô giữa thì cái hành động đang diễn ra sẽ được chia thì quá khứ tiếp diễn. Nhưng cô thấy nếu như mà học theo kiểu đó nó sẽ khó hiểu với mấy bạn, nên các bạn cứ tách từng vế ra các bạn dịch. Nếu như các bạn dịch có chữ đang mà nó ok thì các bạn cứ dùng quá khứ tiếp diễn. Và cái này đòi hỏi phải giỏi tiếng Việt nha các bạn. Các bạn tiếng Việt, các bạn không cố gắng ráp từ ép nó phải có nghĩa nha. Ví dụ cô nói ê điện thoại reo kìa, chứ cô không có nói ê điện thoại đang reo kìa. Cái nào mà người Việt Nam mình sẽ chuộng dùng thì cái đó nó đúng nha mấy bạn. Ví dụ mình sẽ nói ê điện thoại reo kìa, ê chuông cửa kìa, chứ mình không có nói ê chuông cửa đang reo kìa. Được ha mấy bạn? Mặc dù mình nói có chữ đang nó vẫn có thể hiểu được, nhưng mà mình là người Việt Nam mình chẳng bao giờ nói vậy hết á. Được chưa? Mình không nói như vậy có nghĩa là tiếng Anh người ta cũng không nói. Vậy thì những hành động mà mình không thêm vô, không thêm đang vô được á, thì mình sẽ, nó sẽ là hành động ngắn, thì mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Còn cứ cái gì mà mình thêm đang vô mà mình dịch ok tiếng Việt mà mình vẫn nói như thường, vậy thì mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Tới đây được nha. Rồi mình sẽ bắt đầu làm bài để mình sẽ hiểu hơn. Rồi, câu đầu tiên.
Mình có từ last night là tối hôm qua. Và câu này không có when, không có while là việc đầu tiên. Việc thứ hai là trong câu này không hề có thời gian, vậy thì chắc chắn cái này sẽ là thì quá khứ. Đúng rồi, quá khứ thì mình sẽ chọn câu. Cứ bị lỗi hoài. Rồi, mình có từ when xem. Câu số 2, my grandfather, ba của tôi. Và ở đây mình thấy là cuộc chiến chống Mỹ là đã xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Mặc dù cái này nó không có nhắc gì đến thời gian, nhưng mà mình cũng biết nó là trong quá khứ. Nhưng mà nó lại không có when, không có while, và lại càng không có thời gian cụ thể. Vậy thì mình sẽ dùng, thì quá khứ đơn cô sẽ dùng found. Câu số 3, Edison đã phát minh ra bóng đèn đúng không, vào năm 1879. Chỉ có năm và không có thời gian cụ thể, vậy thì nó chính là thì quá khứ đơn. Chỉ việc thêm gì thôi, một hành động trong quá khứ chỉ việc thêm ED vào invented, xong. Dễ đúng không các bạn? Câu số 4, quá khứ đúng không? Mình có từ last nè, king của Việt Nam. Việt Nam mình có vua từ rất lâu rồi nên chắc chắn nó chính là thì quá khứ. Và ở đây lại có thêm thời gian cụ thể nữa đúng không? Thời gian cụ thể mà đáp nay cái đêm đó đó. Vậy thì chắc chắn là thì quá khứ tiếp diễn, bởi vì có thời gian thì sẽ là was, were cộng với verb thêm in. Câu B. Câu số 5. Dễ ẹt, có yesterday và có giờ. Vậy chính là thì quá khứ tiếp diễn. Mình sẽ dùng câu, mình sẽ sử dụng câu C. Rồi, câu số 6. At this time, có chữ time và có thêm một mốc trong quá khứ. Có chữ time thì chắc chắn là quá khứ tiếp diễn, was, were cộng với verb thêm in. Câu về. Câu tiếp theo. Câu phía sau thì quá khứ, thì phía trước chắc chắn cũng phải liên quan đến quá khứ. Anh ấy đã dọn đến New York. Rồi, vậy thì phía sau quá khứ, phía trước quá khứ, vậy đây cô dùng moved. Ở câu số 8 thì chúng ta sẽ thấy là đại tướng Võ Nguyên Giáp, và chúng ta sẽ để ý phía sau này mình có and và verb 2 đúng không nè. Đây mình có từ and và verb 2 là thì quá khứ. Vậy thì hiển nhiên cùng một câu thì khi mà and liên kết, nó sẽ liên kết cùng một loại từ. Vậy thì phía sau là quá khứ thì hiển nhiên phía trước cũng phải là quá khứ. Vậy thì ở đây câu 8 của mình đáp án sẽ là câu A. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình qua câu số 9 nha. After attacking gì đó. Câu này câu số 9 thì mình sẽ để ý thấy là nó không có while, không có when, và nó cũng không có giờ cụ thể. Vậy thì cái này nói về cô Võ Thị Sáu thì chắc chắn là nói về quá khứ rồi. Và ở đây mình có từ arrest là bắt giữ đúng không? Vậy thì ở đây thì quá khứ mình thấy trong tất cả những cái này chỉ có một cái có dấu hiệu duy nhất của quá khứ, chính là câu C. Và ở đây nó ở dạng bị động là be cộng vào 3 ed, mình sẽ dịch là bị bắt đúng không nào? Cô Võ Thị Sáu đã bị bắt và bị cầm tù. Rồi câu số 10. Câu số 10 này các bạn sẽ để ý thấy là nó có những hành động diễn ra song song với nhau, và nó sẽ thể hiện bằng cách có nhiều câu liên kết. Và đây là một trong những dạng câu khó, và nó nằm ngoài cái mẹo mà cô đã chỉ cho các bạn. Và đây các bạn sẽ thấy là tôi ngồi chỗ cửa sổ nè, anh ấy lấy áo, anh ấy cởi áo khoác gì đó. Nói chung là nguyên một loạt những cái ở trong quá khứ để cho mình biết là cái này nó đang xảy ra ở cùng một thời điểm trong quá khứ. Vậy thì cái việc này ở đây, với lại câu này nó cũng không đánh đố, thì chắc chắn cái này là quá khứ đúng không? Các bạn có từ sát là quá khứ, các bạn lại tiếp tục có trước là quá khứ. Vậy thì hiển nhiên với phía trước này cũng phải là quá khứ. Vậy thì ở đây các bạn sẽ chọn đáp án là câu D, bởi vì câu D là câu duy nhất dùng quá khứ.
Được chưa nào? Và bởi vì mưa nó kéo dài trong suốt những cái hành động này xảy ra nên các bạn sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu như mà vào đề thi mà gọi là không quá đánh đố thì người ta sẽ chỉ cho một thì quá khứ duy nhất, các bạn chỉ cần nhận định được là khi nào mình dùng quá khứ là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình qua đến câu số 11. Các bạn để ý giùm cô khi mà người ta cho vài câu. Ví dụ trong một cái phần ra đề như vậy, người ta sẽ cho các bạn hai câu. Có nghĩa là người ta đang nói về một hành động đang xảy ra ở một thời điểm nhất định, là cái thời điểm mà cái vế phía sau này nó xảy ra. Được chưa? Vậy thì đối với những câu mà có dấu chấm ở giữa như vậy thì các bạn sẽ xem nó như là câu có when hoặc là while. Được chưa? Vậy thì phải nhớ giùm cô, nếu như mà câu có when với while thì mình dịch có đang mà có nghĩa thì chắc chắn sẽ phải chọn words were cộng với verb in. Vậy thì này cô dịch là học sinh đang thi tiếng Việt mình có nói không? Có nói. Vậy thì chắc chắn chỗ này mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ như câu 10 cũng vậy, mình nói là trời đang mưa to. Đúng không? Tiếng Việt nói được thì sẽ phải chọn quá khứ tiếp diễn. Đây cũng vậy. Nhớ giùm cô là đối với những câu mà có chấm câu vào giữa như vậy thì nó sẽ được xem như là câu có when hoặc là while. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau qua câu số 12 ha. Câu số 12 nó cũng tương tự như câu số 10, 11 cô mới nói. Các bạn thấy để ý ở đây có thấy dấu chấm không nè? Vậy thì nó cũng giống như câu có when và while. Vậy thì câu này mình dịch là tôi đang ngủ trên lầu có nghĩa không? Xin lỗi nha, tôi bỏ lỡ cuộc gọi của bạn. Tôi đang ngủ. Mình dịch là tôi đang ngủ. Mình có nói đúng không? Mình có nói trong tiếng Việt, vậy thì đáp án sẽ là câu was sleeping. Rồi, nhớ nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau qua câu số 13. Rồi, câu 13 có chữ when. Và ở đây các bạn sẽ để ý giùm cô, mình sẽ dịch là mọi người đang đợi. Mọi người đang chờ. Mình có nói vậy không? Có đúng không? Mình nói là mọi người đang chờ. Vậy thì mọi người đang chờ mình sẽ dùng was waiting. Rồi câu tiếp theo, câu số 14. Cũng có từ quen đúng không nè? Vậy thì phía sau này mình sẽ dịch là tôi đang nghe một câu chuyện thú vị, hay là tôi nghe. Khi tôi mở cái radio lên thì tôi nghe một câu chuyện thú vị. Bản chất của từ hear này không bao giờ nó chia thêm in được. Các bạn biết lý do vì sao không? Bởi vì nghe là các bạn vô tình nghe được. Ví dụ một ai đó nói xấu mình, cái mình đi ngang, mình vô tình mình nghe. Có nghĩa là cái gì đó nó vừa thoáng vào lỗ tai của mình thôi nên mình không có dùng đang được. Cái mà các bạn dùng được đang đó chính là listen, listening á. Chứ còn riêng thằng heard này không bao giờ các bạn dùng chia ở dạng verb in. Vậy thì cái này mình sẽ ghi chú lại giùm cô ha. Bởi vì bản chất của từ hear là các bạn vô tình nghe thấy chứ không phải là các bạn tập trung nghe nên không có nói là đang nghe được. Được nha, hear chỉ là vô tình nghe, nghe lướt qua một cái rồi thôi chứ nó không có kéo dài cái hành động đó đâu. Khi mà các bạn heard ai đó nói xấu mình thì lúc đó mình sẽ bắt đầu chuyển qua giai đoạn là listen to. Mình sẽ chuyển qua giai đoạn là cố tình lắng nghe là listen. Nếu như chia thêm in thì chỉ có thằng listen nó mới thêm in được. Nhớ nha. Vậy thì chỗ này câu 14 đáp án của mình sẽ là câu, đúng rồi, câu C, không phải câu D đâu. Rồi câu số 15. Khi bạn gọi điện vào ngày hôm qua, đúng không? Khi bạn gọi điện cho tôi vào hôm qua, tiếng Việt mình nói vậy mà. Vậy thì đây mình cứ dùng quá khứ thôi. Khi bạn gọi điện thì dùng called. Câu số 16. Câu số 16 không có when, không có while, và nếu như hai thằng đều là quá khứ. Nếu như mà nó quá khứ thì thằng phía trước quá khứ, thằng phía sau quá khứ luôn, đúng không? Thì cứ dùng câu A là xong. Rồi, câu số 17. Nó có hoài rồi. Vậy thì cái này mình phải để ý. Khi chị gái tôi đang đi bộ,
cô ấy thấy một cái con vật, đúng không? Thì mình dịch tiếng Việt vậy thì mình sẽ chia vậy luôn. Khi chị gái tôi đang đi bộ, là khi chị gái tôi đang đi bộ, phải là was walking, thì chị ấy mới thấy một cái con vật kỳ lạ. Vậy thì đáp án phía sau này không có dùng đang, thì mình cứ dùng thì quá khứ bình thường, nên mình sẽ dùng câu C. Câu số 18. Mẹ tôi đang nấu ăn, đúng không? Trong khi mẹ tôi đang nấu ăn thì ba tôi, nói chung là cái này các bạn dịch ha, mẹ tôi đang nấu ăn là tiếng Việt mình có nói, vậy thì chắc chắn là dùng was cộng verb in rồi. Tiếp theo, ba tôi đang dọn dẹp, hoặc là ba tôi đang lau dọn phòng khách, tiếng Việt mình cũng nói vậy luôn. Mình dùng đang vào đây được, bởi vậy nên cả hai vế mình cũng sẽ đều dùng was, were cộng verb in hết. Rồi đáp án là câu về, đúng rồi ha. Very good. Bây giờ thì mình sẽ qua phần tiếp theo, đó chính là cái phần mà mình tìm lỗi sai, đúng không? Underline part that need correction. Ở chỗ này mình có need correction, chính là cần tìm ra được, sorry, cần được sửa chữa, được ha? Vậy thì ở câu đầu tiên của chúng ta, mình sẽ coi thử giùm cô. Đối với những câu mà các bạn thấy nó có nhiều động từ, thì cái việc đầu tiên là mình phải xem xét động từ trước, và câu này vế phía trước chính là quá khứ đơn, đúng không? Vế phía sau người ta đang dùng quá khứ tiếp diễn. Vậy thì mình cũng phải cần phải cân nhắc một tí xíu. Thông thường thì động từ ở chung một câu nó sẽ rơi vào chung một loại động từ, trừ phi hôm bữa cô có nói có một số ngoại lệ, ví dụ như trong câu có từ when, có từ while, đúng không nè? Vậy thì ở đây thì cô không thấy gì hết, và cũng không có dấu hiệu gì của thì quá khứ tiếp diễn hết. Ok chưa? Vậy thì khả năng rất cao cái sai chính là anh này. Được chưa các bạn? Vậy thì đây mình sẽ đọc thử câu. Là cái người lãnh đạo thành phố đã khen thưởng người trẻ vì đã theo lời dạy, vì đã làm theo lời dạy của bác, và đã trao cho họ phần thưởng. Vậy thì này mình dịch bình thường là trao thưởng. Vậy thì mình cứ đơn giản là mình dùng quá khứ đơn, mình không có dịch đang, nên không có lý do gì phải dùng was, were cộng verb by ed cả. Rồi câu số 2. Câu số 2 này vừa nhìn vào các bạn sẽ để ý thấy giùm cô, đó chính là có từ yesterday là ngày hôm qua, và các bạn còn có thêm một cái yếu tố để cân nhắc, đó chính là lúc 8 giờ. Khi mà nói về quá khứ và có kèm thêm giờ, vậy thì phải dùng thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì đáp án của mình chính là câu A. Câu số 3. Câu này có từ when, đúng không? Và đây chính là quá khứ đơn. Vậy thì hành động nào dài sẽ bắt buộc nếu như mà dịch có đang vào được, thì chắc chắn các bạn phải dùng was, were cộng với verb in. Vậy là khi tôi thức dậy hay là khi tôi đang thức dậy? Đúng rồi, khi tôi thức dậy. Vậy thì anh này chính là quá khứ đơn. Trời đang mưa, đúng không? Mưa nặng hạt đang rơi trên cửa sổ. Nói chung là nhắc đến mưa thì mình luôn luôn nói là trời đang mưa, trời đang mưa kìa, đúng không? Mình có thể nói là trời đang mưa. Vậy thì chỗ này phải dùng was, were cộng với verb in, bởi vì hành động mưa nó sẽ kéo dài và mình dịch được từ đang vào đây. Câu số 4. Alexander Fleming làm việc, à câu này có quen. Vậy thì chỗ này làm việc mình nói là ông ấy đang làm việc, có nghĩa vậy thì vế này đúng, không có vấn đề xảy ra cả. Được chưa? Rồi mình có từ discover là khám phá. Vậy thì mình dịch thử tôi khám phá ra được cái gì đó, hay là tôi đang khám phá ra cái gì đó. Đúng rồi, mình chỉ nói là khám phá. Vậy là ông Alexander Fleming đang làm việc ở phòng thí nghiệm khi ông khám phá ra được penicillin, đúng không? Vậy thì đáp án của mình chính là câu C. Câu số 5. Khi xe buýt dừng lại, mọi người nhanh chóng xuống xe. Các bạn thấy đây là một loạt động từ liệt kê. Động từ thứ nhất thì quá khứ đơn, động từ thứ hai quá khứ đơn, động từ số 3 quá khứ đơn. Vậy thì không có lý do gì mà ông thứ tư ổng lại đổi thì hết á. Ổng cũng sẽ phải chung một thì với những anh còn lại, bởi vì câu này mặc dù nó có when, nhưng cái này nó đang liệt kê. Các bạn thấy không?
động từ số 1 phải động từ số 2 phải động từ số 3 và động từ số 4 khi đã liệt kê thì phải ngang hàng với nhau người ta mới liệt kê. Còn nếu như các bạn muốn chắc ăn hơn nữa thì mình sẽ dịch thử. Được chưa? Xe buýt dừng. Nhưng mình không nói xe buýt đang dừng lại. Đến trạm thì xe buýt dừng thôi, đúng không? Mọi người nhanh chóng đứng dậy. Dịch rất bình thường. Không có dịch mọi người nhanh chóng đang đứng dậy thì rất là kỳ cục. Rồi, nói tạm biệt với tài xế và xuống xe. Rồi, vậy thì chỗ này chỉ dịch bình thường, không có dịch đang. Mình sẽ dùng là got off, nó mới đúng chứ phải là was getting. À, bây giờ mình qua câu số 6 nha. Rồi, câu này nó lại có tiếp tục là từ when. Thì mình phải để ý xem mình dịch cái nào có đang thì cái đó nó sẽ dùng was were cộng với verb in. Luôn luôn nha các bạn, cứ nhắc đến quá khứ mà tìm lỗi sai mà trong câu mà có when while là cô luôn ưu tiên động từ, cô kiếm trước. Bởi vì thông thường lỗi sai nó sẽ rơi vào động từ. Rồi câu đầu tiên, khi ca sĩ hát xong bài hát. Dịch bình thường ha. Mọi người đứng dậy và vỗ tay. Vậy thì nếu như tiếng Việt mình sẽ nói là mọi người đứng dậy vỗ tay, chứ mình nói mọi người đang, khi ca sĩ hát xong thì mọi người đang đứng dậy thì nghe nó hơi kỳ. Và nó kỳ thì chắc chắn là nó sai. Được nha, vậy đáp án của mình là câu B sai. Câu số 7. Sau khi chị gái của tôi học ở phòng, một ai đó đang chơi piano. Ủa sao dịch vô kỳ kỳ ta, đúng không? Tự nhiên sau khi chị gái tôi học ở phòng thì chị gái tôi làm gì đó. Ví dụ sau khi chị tôi học ở phòng xong thì chị tôi đi ăn cơm chẳng hạn. Hay là sau khi học ở phòng xong thì chị tôi chơi piano. Đằng này hai chủ ngữ tách biệt thì làm sao dùng after, nghe nó rất là kỳ cục. Vậy thì này, nếu mà cô thay bằng chữ khi, chữ when, nghe nó có vẻ nó sẽ có lý hơn không? Mình dịch thử. Khi chị gái của tôi học trong phòng, ai đó lại chơi piano kế bên nhà. Vậy thì chỗ này cái sai chính là after. Cô sẽ sửa lại thành when. Câu tiếp theo, câu số 8. Trong khi giáo viên đang dạy cái câu chuyện về Bác Hồ. Ở đây cô thấy dịch là đang dạy nó đúng. Được chưa? Hoặc là đang kể chuyện Bác Hồ, sorry. Trong khi giáo viên đang kể chuyện Bác Hồ, mọi người trong phòng ghi chú cẩn thận. Thì chỗ này mình có cái từ ghi chú, mình dịch đang vào thử có được không? Tôi đang ghi chú. Các bạn không cần phải chung chủ ngữ, các bạn chỉ cần thế cái từ đó mà dịch đang vào được. Dù ngữ cảnh nào nó vẫn sẽ được xét là xài được nha các bạn. Mình nói là đang ghi chú đúng không? Hành động ghi chú nó sẽ kéo dài. Bởi vậy nên mình có nói là tôi đang ghi chú bài tập, tôi đang chép vào, đúng không? Vậy thì chỗ này sẽ là was cộng với verb in sẽ là was taking. Took sẽ sai. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu tiếp theo. Phần tiếp theo của mình chính là phần reading. Đối với phần reading thì khi làm các bạn nhớ giùm cô, mình sẽ luôn luôn ưu tiên tìm từ khóa, chứ mình sẽ không đọc hiểu hết cả bài rồi sau đó quay lại câu hỏi rồi sau đó mình lại tìm ngược lại bài để mình đọc lại. Nó sẽ rất phí thời gian. Vậy thì thay vì mình phải đọc hết cả bài thì mình sẽ tập trung vào việc tìm từ khóa. Được chưa? Câu số 1 này sẽ là câu mà cô sẽ làm cuối cùng. Các bạn biết lý do vì sao mà mình phải làm cuối cùng câu số 1 không? Tất cả những câu hỏi rằng cái tên cái đề bài cho cái đoạn văn thì chắc chắn là mình phải đọc hết cả bài, mình sẽ nắm được, mình sẽ rất là dễ làm. Nên thông thường cô sẽ không làm câu này đầu tiên mà cô sẽ làm những câu còn lại trước, sau đó cô mới quay lại nó. Bởi vì làm những câu còn lại thì mình đã hiểu được cái bài nó muốn nói về cái gì rồi, làm sẽ rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ làm câu số 2 trước. Người ta hỏi là cái từ narrative ở phần introduction giống nghĩa với cái nào nhất. Ở đây nó nói là a biography,
là một cái gì đó về đời người và viết bởi một người khác. Vậy thì biography này chính là viết về một đời người, chính là cái gì? Đúng rồi, tiểu sử của một người. Tiểu sử chính là chấm ba chấm về cuộc đời của một người mà được viết bởi một người khác. Vậy thì cái tiểu sử chính là cái gì? Đúng rồi, câu chuyện về đời người. Và đáp án của mình chính là câu B. Very good. Rồi, bây giờ mình qua câu số 3. Người ta hỏi là the word subject ở câu 1 có nghĩa là gì? Rồi, vậy thì để mình viết được cái narrative, một cái câu chuyện của một đời người, thì mình sẽ có tổng cộng gì? 5 main steps, có 5 bước. Bước thứ nhất là choose the subject. Choosing the person you want to write about it. Các bạn thấy thì choose lặp lại không? Phía trước nó nói là choose chấm ba chấm, là chọn chấm ba chấm. Phía sau nó nói là chọn cái người mà bạn muốn viết về người đó. Vậy thì chắc chắn subject này chính là cái người, đúng không? Cái người mà mình muốn viết tiểu sử về. Vậy thì cái người ở đây, đáp án của mình có câu B, the person, cái người. Rồi, cái người mà được miêu tả trong cái tiểu sử. Quá đúng luôn rồi, chọn câu B. Được chưa các bạn? Mình sẽ vào từ khóa, nó sẽ rất là dễ. Mình chỉ dịch ở khu vực gần từ khóa, mình sẽ không dịch hết cả bài. Rồi, câu số 4, người ta hỏi từ this có nghĩa là gì? Đây, từ this. Muốn biết được this nghĩa là gì? Tại vì this nó thay thế cho một cái gì đi trước nó. Vậy thì phải chịu khó đọc câu phía trước. Cái nào mình dịch được thì mình dịch, mình lỡ mình dịch không được thì mình đoán nghĩa, còn không thì mình cho qua, mình dịch những cái mà mình biết ha. Rồi, mặc dù bạn có thể viết về đời người mà không cần sự cho phép của anh ấy hoặc là cô ấy, nó thì luôn luôn tốt hơn để nhận được cái sự cho phép của người mà mình viết, đúng không? Điều này không những giúp bạn trong nghiên cứu gì đó. Vậy thì cái điều này chính là câu trước nãy giờ đang nói về vấn đề gì? Mặc dù bạn vẫn có thể viết về cuộc đời của một người mà không cần sự cho phép, nhưng mà nó luôn luôn tốt hơn để nhận được sự cho phép của chính chủ, đúng không nè? Điều này chính là, đúng rồi, nãy giờ đối tượng mình nói nãy giờ chỉ là gì thôi? Sự cho phép của chính chủ. Vậy thì sự cho phép ở đây chính là gì? Subject. Từ this này không phải là chính chủ, đúng không? Từ viết này cũng không thay cho viết về đời người. Từ viết này thay cho gì? Sự cho phép, permission. Permission, lặp lại, thấy chưa? Rồi, sự cho phép, nhận được sự cho phép từ subject là cái người mà mình đã viết. Rồi, very good. Câu số 5. Theo như đoạn văn thì cái nguồn chính của thông tin, theo như đoạn văn thì nguồn thông tin chính đến từ đâu? Vậy thì giờ mình sẽ tìm từ khóa là primary sources information. Tại vì cả bài này chính là passage. Bạn nào mà đi tìm từ passage là khờ. Tại vì cả một bài này đều là passage, thì như từ passage chứ sao không có lặp lại trong bài. Được nha. Cả một cái bài mình đọc này sẽ được gọi là passage. Passage là bài đọc á. Nên mình sẽ tìm từ khóa là primary sources and information. Và giờ ngay vào đây, các bạn có thấy được primary sources và information chưa? Thông thường thì các cái bài câu hỏi nó sẽ đi theo thứ tự từ trên xuống dưới. Lâu lâu hiếm khi đó mới đi ngược lại lên trên. Nên cô kiếm là cô sẽ tìm tiếp, chứ cô sẽ không có tìm quay ngược lên trên nha các bạn. Lỡ trúng câu khó mà nó quay ngược lên trên, mà mình kiếm xuống dưới không có, mình hả quay ngược lên. Rồi, ở chỗ này thì mình thấy ngay từ primary sources và mình thấy được từ information. Vậy thì ngay đây, mình chịu khó mình đọc. Bạn có thể obtain. Từ obtain là từ bắt buộc phải học. Obtain là thu được, nhận được thông tin thông qua các cái nguồn chính. Ví dụ như là subject letters or other personal writings, những cái bức thư của cái người mà mình viết, hoặc là những cái
writing cá nhân của họ, hoặc là những cái bài phỏng vấn về anh ấy hoặc là cô ấy. Vậy thì ở đây mình có tổng cộng 3 cái đúng không? Personal writing rồi nè. Vậy thì đáp án của mình giờ mình đọc qua thử. Đến từ, đúng rồi, cái nguồn thông tin nãy giờ mình thấy đều đến từ ai thôi? Từ cái người mà mình sẽ viết, đến từ subject, đúng không? Đến từ subject, đến từ chính cái người mà mình sẽ viết. Rồi, đúng rồi đó. Tại vì mình interview là mình phỏng vấn cái người mà mình viết nè. Rồi gì đây? Thư của người mình viết nè. Hoặc là những cái tác phẩm cá nhân của người mà mình sẽ viết nè. Rồi, xong. Câu số 6. Cái gì có thể suy ra từ cái passage này? Một nguyên khúc này nó vô nghĩa. Nó không giải quyết gì cho cái câu ha. Rồi, nó hỏi là cái newspaper report. Newspaper report là báo cáo của báo đúng không? Về cuộc đời của một nhân vật, là ví dụ của cái gì đó. Vậy thì ở đây cô chỉ cần thích thì các bạn dịch câu hỏi, không thích thì các bạn từ từ cũng được. Mình có từ khóa là newspaper report. Về, vậy thì ở đây mình sẽ gặp thêm từ life of a subject và từ examples. Giờ mình dò tiếp phần phía dưới ha, coi có chỗ nào nói về newspaper report hay không. Thấy chưa các bạn? Nó không có nằm dài xuống dưới đâu. Đúng rồi, nó nằm ở đoạn số 3 luôn. Lý do là bởi vì khi mà các bạn dò từ khóa trên câu hỏi mà các bạn dò không ra, đơn giản các bạn quay ngược lại, các bạn dò gì? Các bạn dò đáp án. Tại vì đôi khi cái này là cái mà người ta paraphrase, đôi khi người ta dùng những cái từ paraphrase cho câu hỏi. Các bạn dò câu hỏi nó sẽ khó dò hơn các bạn dò đáp án. Cô thấy đáp án ở đây có hai cái mà lúc nãy mới làm câu 5 trên xong, đó chính là primary sources và secondary sources. Vậy thì ở đây ngay đoạn 3 mình thấy có primary sources nằm ngay đây đúng không? Và mình thấy luôn secondary sources. Vậy thì giờ mình chịu khó mình đọc lại câu hỏi một lần nữa, và chỗ này nó nói về newspaper reports. Newspaper report là những cái báo cáo trên newspaper là trên báo, vậy có nghĩa là những cái tác phẩm in ấn đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có từ publish, các bạn thấy không vậy? Đây, bạn có thể sử dụng cái nguồn thứ hai được chuẩn bị bởi ai đó, cái người mà đã không biết về cái nhân vật này, hoặc là những cái được công bố at a later time, hoặc là những cái được công bố sau đó, được chưa? Vậy thì những cái được công bố thì chắc chắn là báo chí, tạp chí, nghiên cứu, tất cả mọi thứ mà có liên quan đến in ấn đưa ra ngoài thì sẽ được gọi chung là publish, và báo chí thì chắc chắn cũng sẽ nằm chung vào trong đó. Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu B. Rồi bây giờ mình qua đến câu số 7. Rồi, cô sẽ bắt đầu dịch phía sau chữ that nha. Cô có thấy cái câu mà có it can be inferred gì đó là không bao giờ cô dịch khúc đầu. Tại vì bắt đầu tính từ câu hỏi là tính từ phía sau chữ that. Rồi. Một cái từ mà có thể các bạn sẽ không biết. Vậy thì khi mình gặp một cái từ không biết, mình làm sao? Gặp từ mình không biết thì khả năng cao người ta sẽ lặp lại. Được ha các bạn, thông thường những cái từ mà nó khó với mình á, mình nhìn vô mình sẽ rất là ngại. Tuy nhiên những cái từ mà mình nhìn vô mình không biết, nó lại có khả năng rất cao là nó sẽ được lặp lại trong bài. Vậy thì không có cái lý do gì mà mình bỏ, mình không làm. Ví dụ như từ này cô không biết ha, vậy thì cô đừng dịch. Cô biết được từ structure là cấu trúc, vậy thì cô chỉ dịch mỗi từ cấu trúc thôi. Và cô có cái từ phía trước là chronological, vậy thì cô không biết thì cô để lại.
Cô sẽ dò vào bài, liếc qua thấy nó nằm ngay đâu luôn. Đúng rồi, chronological nằm ngay đây. Và nó nói là chronological or time order. Time order là gì ạ? Trật tự gì? Thời gian. Dễ mà. Vậy thì chính xác từ chronological chính là theo thời gian, đúng không? Rồi nó nói là một cái cấu trúc theo thời gian thì sẽ làm sao? Đọc câu này đi, nã ra thôi, dịch câu là xong. Rồi người ta kêu mình hãy chọn một cái format cho bài, đúng không? Một cái tiểu sử thì thường sẽ được kể theo thứ tự thời gian. Vậy có nghĩa là khi viết tiểu sử thì người ta sẽ chuộng viết theo thứ tự thời gian, nó sẽ dễ hiểu. Rồi, vậy thì chỗ này đáp án là cấu trúc theo thời gian. Đúng rồi, thường được chọn có nghĩa là mọi người thích nó, đúng không? Thì nó được yêu thích hơn, nó được ưa chuộng hơn bởi hầu hết những cái người tác giả viết tiểu sử. Câu A. Rồi bây giờ mình qua đến câu số 8. Theo như đoạn văn, câu này coi chừng nha, nó hỏi là gì? Not true. Cái gì không đúng về cái việc writing biography? Cái gì không đúng có nghĩa là câu này các bạn phải dò hết 4 câu đáp án. Được chưa các bạn? Mình phải dò từ từ, từ câu A. Câu A: nó có thể được làm mà không cần nhiều nỗ lực. Mà nãy giờ cô thấy đọc vô đây, cái cô thấy câu A nó hơi kỳ kỳ rồi. Các bạn thấy để viết được một cái này các bạn có tổng cộng 5 bước đúng không? Mà nói là nó không cần nỗ lực thì cô thấy nó cũng hơi sai sai. Nhưng mà cô vẫn sẽ tìm từ khóa, đó chính là từ gì? Effort. Bây giờ có thử coi thấy chỗ nào có effort không? Đây, chữ effort nằm ngay đây đúng không? Dịch thử: viết một cái tiểu sử thì không hề dễ dàng. Mà cái gì không dễ thì chắc chắn là mình sẽ có cần rất nhiều nỗ lực á. Dịch tiếp ha: nhưng nó thì xứng đáng với cái nỗ lực đó. Khi người ta nói làm một việc không dễ dàng có nghĩa là các bạn phải đặt ra rất nhiều nỗ lực, rất nhiều tâm huyết để làm. Vậy thì câu này chính là câu sai. It can be done without. Nó sẽ sai ở chữ without, không cần nỗ lực nè. Rồi sau khi mình làm xong câu số 8, bây giờ mình phải quay ngược về câu số 1 lúc nãy mình đang chừa. Nó hỏi cái nào sau đây sẽ là cái tiêu đề phù hợp, cái title. Vậy các bạn nghĩ cái title phù hợp chính là? Bài này nó nói về 5 bước viết câu chuyện đời người. Câu B: những cái loại khác nhau của tiểu sử. Này nó không có nói những loại khác nhau ha, nãy giờ nó chỉ nói về các bước để viết thôi ha. Rồi câu C: những thứ cần tránh khi viết tiểu sử. Cả bài này nãy giờ mình đọc nó không phải chỉ đi về một cái phần nhỏ như vậy. Và cuối cùng, cách để viết một cái tiểu sử tốt. Để làm đây nè, ngay trên câu này nè. Biography chính là câu chuyện đời người được viết bởi một người khác. Và thông thường sẽ có 5 bước chính để viết được một cái tiểu sử tốt. Thông thường mà để làm á, cái phần mà best title, mà đặc biệt là đối với cái dạng bài này nè, cái dạng bài mà nó có liệt kê 1, 2, 3, 4, 5 á, thì các bạn sẽ đọc cái đoạn phía trên những cái người ta liệt kê. Chắc chắn 100% nó sẽ có đáp án cho cả bài. Cô bảo đảm nha các bạn, nó chính là cái title của bài. Và thông thường khi làm cái title, cô thì cô chuộng là cô sẽ làm hết những cái còn lại để cô hiểu sơ. Và sau đó cô sẽ đọc cái đoạn đầu tiên của bài. Thông thường thì cái đoạn đầu tiên của bài chính là cái mở bài á. Mà cái mở bài sẽ giúp cho các bạn biết là nguyên cái bài đó nó viết về cái gì. Vậy thì đọc xong cái mở bài là ra được cái tiêu đề cho bài. Được chưa? Sau khi cô đã hiểu được cái bài sơ sơ rồi, thì cô sẽ chịu khó cô đọc lại cái đoạn đầu tiên của bài. Và từ đó cô sẽ chọn đáp án của câu số 1 chính là câu gì? Rồi mình qua phần tiếp theo nha. Phần này thì người ta kêu mình đọc bài và chọn đáp án đúng, chọn từ thích hợp á.
Rồi phần đầu tiên, Isaac Newton và Albert Einstein thì được xem như là hai trong số những nhà khoa học quan trọng nhất của thời đại đúng không? Này cụm học thuộc nha các bạn, of all time, không có s nha, of all time là cụm vượt mọi thời đại. Họ cũng có những cái giống nhau. Đây các bạn nhìn thấy đây có chữ N ha. Vậy thì cụm gì đi chung với N? Neither nor, either or. Chỉ có một thằng duy nhất N, đó chính là both Einstein and Newton. Both and, cả hai. Như chú vô học giùm con nha, both and là cả hai. Of all time là mọi thời đại. Rồi câu số 3. Einstein đã, mình có cụm drop out of school mình đã học rồi, đó chính là nghỉ học đúng không? Einstein đã nghỉ học ở độ tuổi 15 bởi vì ông ấy cảm thấy chán và không thích cách giảng dạy. Bởi vì thì mình sẽ dùng, chỉ có thể là because hoặc because of. Tuy nhiên đây mình có S nè, chủ ngữ, động từ, S cộng V thì mình chỉ dùng được từ because. Rồi ha. Tại vì because of là giới từ, sau giới từ, một là cụm danh, hai là verb thêm in. Nhớ kỹ giùm con nha. Câu số 4. Einstein đã nghỉ học. Rồi chỗ này người ta nói tiếp là Newton lại không có học giỏi ở trường. Vậy thì Newton làm sao? Câu trên nó nói Einstein thì bỏ học, Newton thì học cũng, Newton học cũng không có giỏi lắm. Vậy thì hai cái này nó đang đi song song, hai câu này đang đi song song với nhau đúng không? Vậy thì mình sẽ dùng similarly, tương tự. Newton cũng không có học quá giỏi ở trường luôn. Rồi, tiếp theo. Cả hai làm việc trong lĩnh vực lý và toán, nhưng mà ở những cái khoảng thời gian khác nhau. Và đã đóng góp, contributed to our yep, gravity. Và đã đóng góp cho, đúng rồi, danh từ chắc luôn, sự hiểu biết của chúng ta về understanding of gravity. Sự hiểu biết về, các bạn còn nhớ gravity là gì không? Nó liên quan đến trái đất đó. Lực gì? Dễ mà ta. Đúng rồi, trọng lực của trái đất hoặc là lực hút của trái đất, gravity. Rồi câu số 6 tiếp tục ha. Trong khi Einstein đồng ý với một vài khía cạnh của cái giả thuyết của ông Newton, ông ấy lại chỉ ra rằng Newton was ... về thời gian và không gian. Và ông ấy đã có một cái giả thuyết mới. Vậy thì chắc chắn là ông nghĩ rằng, Einstein đã nghĩ rằng Newton đã sai về cái này, nên ông ấy mới đưa ra một cái mới đúng không? Vậy thì mình dùng wrong. Rồi, các bạn nhìn thấy ở đây có từ impressive. Hôm nay mình đã gặp một số cái từ mà đi chung với impressive, đó chính là cái gì đó về khoa học của hai ông này thì rất là đáng ngưỡng mộ. Đúng rồi, achievements, những cái thành tựu khoa học của hai ông thì rất là ấn tượng. Và vẫn có một cái gì đó về cái người, về cái người mà đã tạo ra đóng góp lớn hơn cho nhân loại. Có gì? Đúng rồi, có một cái debate, sự tranh luận về ai là cái người đóng góp nhiều hơn cho nhân loại. Ok, vậy là mình đã xong bài này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đến phần tiếp theo, đó chính là phần speaking. Phần này là chắc chắn các bạn phải dịch được, nó phải ra được ngữ cảnh thì các bạn làm mới được. Rồi, câu đầu tiên, Jim mới nói với Kayla là tôi đi xem phim về Steve Jobs, cái mà bạn đã đề xuất á. Xong người này nói sau đó mà Kayla nói là trời ơi, mình rất là vui vì bạn thích nó. Và mình muốn sao?
xem nó một lần nữa luôn á. Vậy thì chắc chắn câu trên này mình rất vui vì bạn thích nó tới đây là được rồi. Vậy chắc chắn câu trên sẽ là một câu khen đúng không? Vậy thì câu nào khen? It was fine. Fine này là ổn thôi. Fine ok chứ cũng không có gì quá đặc sắc ha. Nên mình sẽ không chọn câu A được. Vậy thì đây cái khả năng đáp án của mình chính là câu B. It was amazing. Tuyệt vời luôn. Tuyệt là vời đúng không? Rồi câu số 2. Ông Quang con rất là thích cái cuộc họp thanh niên ASEAN chấm chấm chấm. Bạn này nói cái gì đó mà ông Quang mới nói là thật là tuyệt. Chắc chắn câu trên này cũng là một câu khen. Được ha. Ông Quang ơi con rất là thích cái này luôn á. Rồi bạn sẽ nói tiếp lại gì? Tôi đứng trên đỉnh vinh quang à, I'm on top of the world. Con rất là thú vị, con rất là hứng thú cho ông hả? Con rất là hứng thú với ông hả? Thiệt là đáng thương, cũng không được luôn. Vậy thì nhầm dịch câu dài nhất thử. Đúng rồi, nó là một cái sự may mắn để gặp gỡ rất là nhiều người thú vị ở đây. Đây là một câu rất hay và con nghĩ các bạn nên học thuộc, bởi vì câu này hầu như nó là câu cửa miệng. Khi mình đến một cái tổ chức nào đó, nó sẽ là câu cửa miệng để các bạn chào hỏi và nói chuyện với người ta. It was a pleasure to meet so many interesting people. Câu này của các bạn là để các bạn khen được cái tổ chức đó nó tốt và khen được những người đến đó thật là tuyệt vời. Một câu nhưng khen được rất nhiều người ha. Nên đây là một câu mà mình nên học thuộc. Câu số 3. Tôi đã có một cái thời gian tuyệt vời và tôi đã chụp nhiều hình về động vật hoang dã. I'm so chấm mày chấm. Tôi rất là vì bạn thích chuyến đi. Tôi rất là gì? I'm very pleased. Đúng rồi. Tôi rất là vui vì bạn đã thích chuyến đi. Mình sẽ dùng từ pleased. Còn cái I'm so excited, mình excited là vì bên trong bản thân mình. Chứ mình không có vị mình không có excited là bạn enjoy the field trip. Mặc dù các bạn dịch vào các bạn thấy nó có vẻ có lý nhưng mà người ta không có xài như vậy. Ví dụ I'm excited about cái gì đó chứ không có tôi hứng thú về cái gì chứ không có tôi excited you enjoy the field trip. Người ta không có xài. Nha mấy bạn. Cô thấy đó giờ cô chưa nghe ai nói. Rồi câu số 4. Mẹ ơi, con đã nhận được cái kết quả thi vào đại học, đúng không? I've passed, con đậu rồi. Oh Dana, nghe được tin này thì mẹ sẽ nói làm sao? Đúng rồi, mẹ rất vui vì con. Câu số 5. Tôi đã chiến thắng được một chuyến đi đến Hawaii ở Kim. I am, tôi thì sau đó. Wow, thật là tuyệt vời. Khi mà mình thắng được chuyến đi đến Hawaii thì mình sao? Over the moon, rất là vui mừng. Cụm nha, học thuộc nha. I'm over the moon là tôi rất là vui. Tôi như bay đến cung trăng luôn. Rồi, câu số 6. Nhìn kìa ba, con đã hoàn thành xong bức vẽ của con rồi. Nhìn nè ba, con đã vẽ xong rồi nè. Vậy ba mới nói sao? Trời ơi, đẹp quá trời đẹp. Thấy gì đẹp mình luôn luôn. Wow, đúng không? Rồi câu số 7. Họ cuối cùng cũng tìm thấy được con chó của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ gặp lại Max một lần nữa. Cuối cùng họ đã tìm được con chó của mình thì bạn kia sẽ nói là sao? Oh, that's fantastic. Tuyệt vời quá. Câu số 8. Điểm kiểm tra tiếng Anh của tôi đã cải thiện vào tháng này. À, này chim nói chuyện với ba thì xưng con ha. Điểm tiếng Anh của con đã được cải thiện vào tháng này hả ba? Con ba sẽ nói làm sao? Good for you. Giỏi quá. Good for you là một câu khen á. Nha mấy bạn. Rồi, phần mình sẽ xem qua phần tiếp theo. Phần này thì nó chỉ tập trung vào cái việc. Ủa sao vậy?
Nó chỉ tập trung vào cái việc các bạn tập phát âm thôi, nên mình sẽ bỏ qua ha. Phần này cũng vậy. Giờ qua đến phần writing. Writing thì nó không có quá khó. Và cô sẽ cho các bạn đáp án luôn. Tại vì phần writing này thì thông thường mình sẽ được giảng lại ở lớp, nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Rồi, các bạn xem qua giúp cô phần writing nữa là mình xong. À, câu số 2 này sẵn cô nhắc lại một xíu, mình có từ die là mất á, sẽ bằng nghĩa với từ passed away. Rồi phần tiếp theo. Ok, vậy là mình đã xong bài của ngày hôm nay ha. Cảm ơn các bạn đã ngồi đến cuối video để cùng nhau giải bài với cô. Thank you and goodbye. See you in the next video.